Thuê lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam. Uống rượu bia đặt ngay thuê lái, vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng. Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn. Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước, tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm, chuyến đi có bảo hiểm. Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối ngày 6 tháng 10. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong đêm qua và rạng sáng nay theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với Nam Donetsk khi mà quân đội Nga trong ngày hôm qua đã chính thức phát động một chiến dịch tấn công trực diện mới lên hai khu định cư là Katerinivka và Antonivka. Cụ thể thì họ nhắm đến Katerinivka từ phía nam, còn nhắm vào Antonivka từ phía đông. Chúng ta cũng có cả video xác minh cho thấy người Nga thực hiện cuộc tấn công từ cả hai hướng. Video này là của quân đội Ukraine, họ cũng đã cố gắng ngăn cản quân đội Nga trong đợt tấn công, thành công phá hủy đi nhiều tăng thiết giáp. Nhưng tuy nhiên, dựa vào các vị trí đã được xác minh thì quân đội Nga cũng đã chiếm được thêm rất nhiều vùng lãnh thổ. Nhắc lại một lần nữa, quân đội Nga đã thành công chiếm được toàn bộ khu vực nông trại nằm ở phía bắc Kostiantynivka và đã có mapper xác nhận cho điều này. Chiếm được thêm một khu vực cánh đồng rất lớn nữa ở phía nam của Katerinivka. Việc này cũng đã được mapper thân của Nga và mapper trung lập xác nhận. Ngoài ra, theo như họ thì người Nga cũng đã kiểm soát được toàn bộ khu vực hồ chứa nước này ở ngay phía bên dưới. Tuy nhiên, đối với tin tức này thì chúng ta lại chưa có video xác minh nào. Thậm chí một mapper thân Nga rất uy tín còn nói đó là quân đội Nga đã tiến vào bên trong của Katerinivka và chiếm được một vài khu vực nhất định như bạn có thể thấy trong hình. Tổng kết lại các bước tiến rất đáng kể của quân đội Nga và khả năng cao chỉ trong 1 đến 2 tuần tới thì quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui khỏi thị trấn này. Katerinivka và Antonivka là những thị trấn kép. Vì thế, nếu như người Ukraine mà mất Katerinivka thì họ cũng sẽ không thể giữ được Antonivka quá lâu do thua thiệt về mặt vị trí. Di chuyển đến khu vực Kurakivka, trong ngày hôm qua quân đội Nga đã thành công chiếm thêm một khu vực cánh đồng nữa ở bên trong cái nồi hầm gần với Zelenodrup. Tin tức này đã được cả mapper thân Ukraine lẫn mapper thân Nga xác nhận. Đây chính xác là những gì mà mình đã đề cập trong bản cập nhật lần trước. Và nếu như bạn có quên thì mình cũng có nói rằng để tránh thảm họa ở Vuleda lặp lại, quân đội Ukraine ở bên trong khu vực Kurakivka này trong vòng 3 ngày tới sẽ phải lập tức thực hiện hoạt động rút lui. Và có vẻ như họ đang thực sự làm như vậy. Trước hết, họ sẽ rút toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực cánh đồng, rồi sau đó tiếp tục là các đơn vị đang đóng trú ở bên trong những khu định cư lớn nhỏ ở đây. Di chuyển đến Sukhorin, trong ngày hôm qua có mapper cho biết quân đội Nga đã chiếm nốt được khu vực ở phía nam thị trấn, tức là hiện tại quân đội Ukraine chỉ còn giữ được duy nhất khu vực ở phía tây, bao gồm một vài nhà kho nằm rải rác ở đây, còn khu vực dân cư hiện tại giờ đã bị người Nga nắm giữ toàn bộ. Tất nhiên, đối với những tin tức này thì ta chưa có video xác minh, nhưng dù sao thì cũng có video này ở phía đông thị trấn, cho thấy quân binh Nga đang di chuyển vào bên trong một căn hầm rồi sau đó bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Xác nhận rằng người Nga thực sự có được những chỗ đứng khá vững chắc ở bên trong khu định cư. Đối với khu vực trung tâm về phía tây thị trấn bên kia đường sắt thì mình vừa có nói rồi. Chưa có video nào xác minh cho sự hiện diện của quân đội Nga cả. Nhưng dù sao thì cũng không vấn đề, bởi mình nghĩ sớm hay muộn chúng cũng sẽ được đưa lên mà thôi. Dịch xuống phía nam, nếu như bạn còn nhớ cách đây vài hôm, một kênh tin thân Nga uy tín cho biết những nhóm quân trinh sát và quấy phá đầu tiên của quân đội Nga đã thành công tiến vào được Novoselidivka. Và đến ngày hôm nay thì lại có một kênh tin nữa cho biết người Nga cũng đã tiến vào Izmailivka. Vậy tổng kết lại thì giao tranh có vẻ đang xảy ra khá căng thẳng ở bên trong đường kẻ mình vạch ra. Và nếu như quân đội Ukraine mà để thua, tức là để mất khu vực này, thì quân đội Nga sẽ chính thức hoàn tất công cuộc thiết lập một cái nồi hầm lên khu vực Kurakivka. Lúc đó thì quân đội Ukraine sẽ không thể rút lui được nữa một cách thoải mái, mà sẽ phải thực hiện các hoạt động phản công để phá vây. Nói qua về Selidov thì chúng ta có tin tức cho biết rằng quân đội Nga đã dấn sâu hơn nữa dọc theo tuyến đường giao thông ở phía bắc thị trấn, ngày càng gần đến với việc bao vây khu định cư này. Tất nhiên là đối với tin tức này chưa có video xác minh, vì thế ta sẽ cần phải đợi thêm. Di chuyển đến Torez thì cùng xem lại video quan trọng này một lần nữa. Quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái để nhắm vào quân đội Nga ở chính xác tòa nhà này trên hệ thống bản đồ. Xác nhận rằng quân đội Nga đã dấn sâu hơn và chiếm thêm một khu vực nhỏ như thế này. Nhưng khu vực nhỏ này lại cực kỳ quan trọng khi mà nó đồng nghĩa với việc người Nga quả thực đã cắt đứt được giao lộ ở đây, chấm dứt khả năng hậu cần của quân đội Ukraine đến khu dân cư Zabanka ở phía bên dưới. Và tất nhiên quân đội Ukraine vẫn sẽ còn một vài cung đường nhỏ dẫn từ phía tây. Tuy nhiên khu vực này thì đã bị máy bay không người lái cùng với pháo binh Nga kiểm soát hoàn toàn. Do đó mình nghĩ sẽ không phải là vấn đề đối với quân Nga. Zabanka thì đã chính thức bị bao vây tác chiến.
Nói qua về tiền tuyến Kupiansk, trong ngày hôm qua có rất nhiều mapper cho biết quân đội Nga đã thành công mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát về phía Tây, ngày càng đến gần sông Oskin và ngày càng đến gần với việc hoàn tất chia cắt tiền tuyến này ra làm hai phần. Cụ thể thì cả ba mapper thân Ukraine, thân Nga lẫn trung lập đều đã đưa ra thông báo. Di chuyển đến Sumy thì Tổng thống Zelensky gần đây đã có một chuyến thăm đến thành phố này. Đây không phải là một tin tốt cho người Ukraine, vì nếu như bạn không biết thì từ trước đến nay, vị Tổng thống này cứ có mặt ở thành phố nào là vài tháng sau đó, thành phố đó bị quân Nga chiếm đóng. Ở đây chính là Bakhmut và Avdiivka. Thành phố duy nhất còn lại chưa bị chiếm đó là Pokrov, nhưng chiến dịch của quân đội Nga nhằm đến Pokrov thì vẫn đang tiếp tục. Do đó cũng chưa thể nói trước được điều gì. Đối với sự có mặt của ông ở Sumy thì mình cho rằng ông đang muốn mang tin xấu đến cho lực lượng Ukraine tại khu vực này. Kiểu như quân đội Nga đã sắp sửa đẩy mạnh hoạt động để đòi lại vùng Kursk rồi. Và khả năng cao là sau đó thì người Nga sẽ không dừng lại mà sẽ dấn sang luôn phía lãnh thổ của người Ukraine để đánh một mạch đến Sumy. Do đó lực lượng Ukraine tại đây nên bắt đầu quá trình thiết lập những tuyến phòng thủ mới, chuẩn bị đối đầu với quân đội Nga trên lãnh thổ của mình. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.